Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2023 nhằm ngày 15 tháng 5 Quý Mão, Hòa Thượng Thích Phước Châu, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, chứng minh ban trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình, trụ trì chùa Bảo Châu, cùng tăng chúng của bổn tự, hân hoan cung đón chư tăng ni tiến độ Phật tử cùng cánh trung của huyện về cộng tu một ngày an lạc. Quang Lâm chứng minh và hướng dẫn tu học có Đại Đức Thích Tánh Thông, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trưởng Ban trị sự kim trưởng Ban tăng sự Phật giáo huyện Thăng Bình, cùng chư tôn đức tăng đi đạo hữu phật tử 10 chùa bảo châu giác nguyên giác thanh giác quang tư chánh tất viên huệ quang ngọc sơn bình khương và chùa hiền lương thuộc cụm cánh trung huyện thăng bình tham gia tu học sau khi đạo tràng ổn định quê hướng Phật tiền cùng chư Tôn Đức làm lễ bạch Phật, Đại Đức Thích Hạnh Quả, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó trưởng Ban trị sự kim trưởng Ban Hoàng Pháp Phật giáo huyền, làm giới sư tác Pháp truyền tám giới thiện đạo cho các giới tử, phát tâm thọ nhận tu tập làm người tịnh hạnh trong một ngày và được Hòa Thượng Thích Phước Châu thân lâm gặp gỡ, sách tấn động viên Tăng Ni và toàn thể Phật tử, tinh tấn tu học, làm nền tảng đạo đức thuần thiện, để đem lại sự an lạc cho bản thân gia đình và góp phần vào việc ổn định đời sống đạo đức cộng đồng xã hội theo tinh thần Phật giáo chư ni hướng dẫn đạo tràng nhất tâm trì tụng chú đại bi xưng tán hồng danh chư phật chư bồ tát kết nối năng lượng từ bi chuyển hóa nội tâm mỗi người tìm về tự tánh thanh tịnh trong những phút giây hiện tại đầu giờ chiều sau thời khóa tụng niệm kinh chúng theo pháp môn tịnh độ ban tổ chức khóa tu cung thỉnh hòa thượng thích đồng nguyện phó trưởng ban trị sự kim trưởng ban hoàng pháp phật giáo tỉnh quảng nam Quang lâm thuyết giảng với chủ đề pháp thoại con đường diệt khổ bằng những dẫn chứng sinh động qua các câu chuyện về lịch sử cuộc đời Đức Bổn sư Thích Ca, cảm nhận về sự khổ của sinh lão bệnh tử trong kiếp nhân sinh và nhiều vấn đề thực tế mỗi người đối diện hàng ngày trong cuộc sống. Hòa thượng giảng sư đã kiến giải phân tích và khai thị ra những nguyên nhân gây khổ, gốc rễ nội tại của khổ để rồi cần phải tu tập đoạn trừ sự khổ theo đường Bát Chánh Đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy.